Chiều tối ngày 9 tháng 9, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an đã lý giải rõ số tiền chênh lệch mà Việt Á đã chi để hối lộ, cảm ơn quan chức. Trước đó, hồi đầu tháng 6, Bộ Công an cho biết Việt Á kiếm lãi khoảng 4.000 tỷ đồng và chi khoảng 800 tỷ đồng để bôi trơn. Nhưng trong kết luận điều tra đã ban hành, cơ quan điều tra nêu rõ số tiền Việt Á đã hưởng lợi bất chính là hơn 1.200 tỷ đồng và số tiền chi để đưa hối lộ là hơn 106 tỷ đồng. Lý giải điều này, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết sau khi khởi tố vụ án, Phan Quốc Việt và các bị can liên quan đã khai công ty Việt Á có doanh thu và lợi nhuận khoảng 4.000 tỷ đồng. Phan Quốc Việt dành khoảng 20-25% trong tổng số này, tương ứng khoảng 800 tỷ đồng, để chi phần trăm ngoài hợp đồng cho các đơn vị, đối tác mua kit xét nghiệm và vật tư, thiết bị y tế khác. Đây là lời khai ban đầu của lãnh đạo Việt Á mà cơ quan điều tra đã cung cấp. Nhưng sau khi có kết luận điều tra ban hành ngày 17 tháng 8, những con số này có sự chênh lệch. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, chỉ khi nào đủ căn cứ chứng minh việc đưa tiền cho ai, đưa bao nhiêu tiền mới có thể khởi tố điều tra và đề nghị truy tố. Với tinh thần chứng cứ rõ đến đâu thì kết luận đến đó. Mặt khác, không chỉ có cơ quan điều tra của Bộ Công an điều tra vụ án này, mà Bộ Công an còn phân công, ủy thác cho Công an 61 tỉnh thành để điều tra về số tiền thu lợi bất chính và tiền bôi trơn trong vụ án Việt Á.